là phụ vương giết con đi, chứ đừng bắt con gây cảnh tàn nát chia ly. Đem gió ngựa phiên ngung bảo tàng gieo tàn tốc, đừng gây máu lửa chiến tranh hận thù bao thương khóc, để nhân nghĩa bị vùi chôn trong máu lửa cổ lo thành. Cho hậu thế nhờ danh ô quê sử sanh ta phản hèn gian dối, khi Mỹ Châu và Tôn từng thề biến hẹn non giới tình yêu chân thật. Ngỡ thuộc triều đã giao hòa, sao tâm địa gian tà ta lấy quán đền ơn. Ngất tử phụ dương hay cho trọng thủy diễu làm mờ lý trí, biết không còn dũng khí buộc thái tử chịu quan. Chữ trung chữ hiếu ngươi phải dành cho thổ quốc gian sang. Vương lệnh đã truyền ban, chớ có nhiều lời tâm ma.